Bây giờ mình xem là nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì. Hai. Thi bịt mắt nhặt nông sản trong 3 hiệp theo quy định. Hiệp 1, nữ bịt mắt, nam hướng dẫn. Hiệp 2, nam bịt mắt, nữ hướng dẫn. Hiệp 3, cả hai cùng bị bịt mắt. Chấm điểm. Một củ cải hoặc hoa lờ được 1 điểm. Một củ hành tây được 2 điểm. Một quả trứng được 3 điểm, tối đa 3 quả. Nếu làm vỡ trứng bị trừ 2 điểm một quả. Sơn ơi! Ôi! Nói to lên! Có nghe tôi nói gì không? Nghe thấy rồi! Thấy tôi đẹp trai không? Không nhìn thấy gì đâu! Hiệp 2, nam bịt mắt, nữ hướng dẫn nhặt nông sản. Một cây cải thìa được 1 điểm, một củ cải được 1 điểm, một trái bắp được 1 điểm, một quả cà tím được 2 điểm, một quả trứng được 3 điểm. 3, 2, 1, bắt đầu! Chạy đi Sơn ơi! Chạy đi Sơn ơi! Chạy bên phải! Chạy bên phải! Đúng rồi, đi thẳng! Thẳng đi Sơn ơi! Đứng lại! Phải! Tăng một chút nữa, phải đến rồi, đi thẳng lên, quay trái, xuống, đi bò lên ba bước, quả trứng đấy, cẩn thận đấy, lên 30 phân nữa, trời ơi, 30 phân, sang bên trái, một tí, sang bên trái, đúng rồi, sang bên trái, kia sang đây, bên phải một chút, đúng rồi, 5 phân nữa, 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 5
nữa. Sơn ơi, quay lại. Quay lại, đi thẳng. Cúi xuống. Đi thẳng. Rẽ trái. Là Phương. Em đang tìm. Rẽ trái một đoạn nữa. Bên trái. Sơn, mình không nhìn thấy cái gì nữa thế này. Nhớ đi bên trái kìa Sơn. Đừng bên trái, Vâng, ai đang tìm thì nó ngay trước mặt anh. Rồi, lấy luôn rồi. Ấy dạ, đừng có cướp vợ chúng em anh ơi. Sơn này, đi thẳng. Không lên được không? Ngồi xuống. Ôi giỡn nhớ lên. Anh ơi, thật vỡ chúng em đấy. Bên trái. Sẽ đi theo nó đi, em không thấy đường đâu. Bên trái, ngồi xuống. Đẩn lấy cái đó. Đẩn lấy cái đó ra, đẩn ra. Trời, anh thấy mất rồi. Không sao. Hay quá, vào rồi. Đi từ đằng sau. Rồi đằng sau. Ôi, mới nói. Đúng rồi. Trời ơi. Ấy, vỡ chúng rồi. Anh ơi, đồn khôn giỡn anh. Trời ơi, anh phải thẳng. Kiểm tra lại nha, xem. Hai quả có nghĩa là 6 điểm. Trời ơi, em kìa. 1 điểm. Trời ơi, 8. 2 điểm. 9 điểm với bánh nhau. 9. Ok, học xong kiểm tra đi. Ok, đi kiểm tra nha. 3 điểm. 3 điểm hay? Là 5 điểm. Không tìm nữa đâu, một cái này đi. 6 điểm. 7. 7. 8. Còn gì không? Còn. Ôi, kiếm đâu lắm đấy. Ok, về thì một điểm rồi. Oh. Hiệp 3, hai đội cùng bị bịt mắt nhặt nông sản. Một quả trứng được 2 điểm, một quả cà tím được 1 điểm, một củ cải được 1 điểm, một trái bắp được 1 điểm. 3, 2, 1, bắt đầu. Chia nhau ra một người lên để có một số rừng nhá. Ôi, rừng hướng nào? Cái này. Bạn ơi, nó có trứng. À, một cục có trứng lên rừng nào ơi. Ngô. Cố lên. Trời ơi, khó thế. Ôi trời ơi, có trứng nữa mà. À, một cục có trứng lên rừng nào ơi. Ôi, đen thế. À, ta. Tôi được một quả rồi. Có hai cái rồi. Sơn ở đâu? Trời ơi, giờ không có gì nữa đâu. Anh ơi. Ôi, Sơn quả trứng rồi. Sơn ơi. Ơi. Tớ đã mò được quả trứng rồi. Sơn ơi. Ok. Hả? Có chân không? Chạy có thể. Kết quả của mình đây. Ôi đây một quả trứng. Một quả trứng. Để thứ hai đi. Ok. Một quả. Hai. Sơn được mấy quả? Lấy hết đã. Ba
Trời sao giỏi thế. Đây có là 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Còn bên này là bao nhiêu? Không, từ từ đã để em tính. 2, 3, 4, 5. Cuối ngày. Vậy thì tấm phòng hiệp này là các bạn được 5 điểm, còn bên này được 13 điểm.